tất cả là cùng một cội nguồn duy nhất. Trong đời sống hàng ngày, bởi vì chúng ta luôn huân tập cho mình thói quen sống ở vị trí của bản ngã, của cái tôi, và cái tôi bản ngã này luôn được nuôi dưỡng bởi tâm trí, bởi suy tư, khái niệm, danh xưng, giáo điều, định kiến, phán xét. Và do đó chúng ta đã vô tình dựng nên những bức tường vô hình, tạo nên những ngăn cách ảo tưởng giữa ta với người, giữa ta với vạn vật. Khi bức màn ảo tưởng này dựng nên thì đồng thời một cái tôi cũng được hình thành. Chính cái tôi ảo tưởng này sẽ tạo ra cái sở hữu của tôi, tạo ra những xung đột khởi nguồn cho năng lượng của tham, sân, si, lưu xuất. Và khổ đau cũng bắt nguồn từ đây. Và dần bạn quên mất đi bạn chính là ta, mà không phải tôi. Ta là trạng thái cội nguồn, còn tôi là trạng thái của bản ngã. Ta chính là nhất thể, là vô ngã. Cái tôi hình thành nên tâm trí như là một công cụ để xử lý các tình huống trong thế giới nhị nguyên, tương đối, và tâm trí trở lại nuôi dưỡng cái tôi ấy. Nhưng một khi bạn đồng nhất mình với tâm trí, thì bấy giờ tâm trí không còn là công cụ để bạn sử dụng nữa, mà quay lại, điều khiển lấy bạn, dẫn dắt bạn và làm chủ lấy bạn. Và thế là bạn bị chính tâm trí của mình điều khiển. Chỉ cần chúng ta luôn trở về cội nguồn, về miền tĩnh lặng, thì chúng ta sẽ lấy lại quyền làm chủ của chính mình trước công cụ tâm trí và cái tôi bản ngã. Khi bạn trở về miền tĩnh lặng sâu thẳm bên trong, bạn sẽ nhận ra được một điều rằng không có tôi, người, mà chỉ có ta. Ta ở đây là chân ngã, là nhất thể. Tất cả là cùng một cội nguồn duy nhất, và cội nguồn này chính là con người chân thật của chúng ta.